Chào tất cả các bác. Hôm nay em giới thiệu đến các bác về những cái cách đo lá này, cách tính măng, tính mầm, tính thân, để các khi các bác cũng biết là thêm, những bác nào biết rồi thì cũng có thể tham khảo, các bác chưa biết thì cũng có thể biết thêm. Để ví dụ như mà các bác có mua cây của bên em hay là mua những cái cây của người khác thì các bác nên chú ý về cái việc người ta đo lá, bản lá to bao nhiêu. Thứ nhất là bản lá to bao nhiêu. Thứ hai là cái thân mầm măng được tính như nào. Như thế nào được gọi là thân. Em cũng xin chia sẻ một chút về những cái kiến thức mà mình biết. Thì đây, như đây thì là cái chậu này, nó là những cái này là những cái măng đã thành thân và nó phát triển. Đây, như cái măng này nó đã thành thân và nó phát triển bằng đẻ. Có nghĩa là thường những cái mà đã đẻ như này thì em hay gọi nó là những cái thân. Đấy. Còn cái măng của nó thì nó nhỏ hơn thế này. Măng thì nó chỉ rơi vào tầm độ xòe lá thôi. Thì em sẽ đi sang cái chậu kế bên. Cái chậu này không có măng. Bác đầy hoặc như cái này. Như cái này là cái măng này. Đấy, như cái này hơi khó nhìn. Đấy, để em sang cái chậu này. Những cái măng mà người ta hay gọi là cái măng á. Thì người ta gọi là, đây, như cái này là đang xòe lá này. Và gốc cũng chưa đẻ. Gốc chưa đẻ, anh chị nhá. Gốc chưa đẻ. Gốc nó chưa đẻ và nó cái măng. Cái măng có nghĩa là nó phát triển khi mà nó dài khoảng lớn hơn 50% so với cái thân mẹ của nó. Ví dụ như cái này. 50% là chiều dài của thân ấy và cái độ phát triển to của nó, anh chị nhá, đại loại là 50%. Thì chúng ta bắt đầu tính từ những cái măng đó. Thì những cái măng đó, ví dụ như cái cây này là cao khoảng tầm độ 40 cm này thì cái mầm này cứ tầm độ trên 20 là bắt đầu có thể gọi là măng, đúng không ạ? Măng to. Đấy, còn những cái măng nhỏ. Bởi vì nhiều anh chị ấy, gọi những cái cây mà nó chỉ phát triển được một nửa này đã gọi là thành thân rồi. Đấy, thế nên các bác phải chú ý các chị, các bác nhé. Đây này, cái chậu này nó hơi nhiều thân, nhìn nó hơi khó. Đây này, những cái như này có bác thì đã gọi là măng rồi. Nhưng thực ra những cái này chỉ gọi là cây mầm thôi các bác nhé. Cái mầm, đấy, mầm. Cái mầm thôi, bởi vì nhiều bác là cứ nghĩ là cái đấy nó là thân rồi, à là măng. Còn cái thân thì nó lại là một cái khác. Đây thì em sang cái cây bên mấy cái cây chỗ này thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Ví dụ như là cái cây đây, như cái cây rẻ quạt này. Đấy, cái cây rẻ quạt này. Cây rẻ quạt như cái cây đấy, các bác nhìn tổng thể này. Đấy, nhìn tổng thể. Nếu mà tính măng của nó nhá, đây tổng thể này. Nếu mà tính măng của nó với cái thân lá này thì cái này được gọi là măng rồi, đúng không ạ? Bởi vì những cái măng này nó phát triển là tầm 50% cái thân này. Đấy, còn dưới 50% cái thân thì gọi là mầm. Mầm thì như cái mầm này thì gọi là mầm to. Đúng không? Còn mầm bé thì là cái mầm như mầm vừa rồi ấy. Là dạng mầm bé. Là dạng mầm bé các bác nhé. Có cái này là dạng mầm to. Chưa để tính là thân rồi. Có nhiều bác gọi cái này là thân rồi. Hai thân. Một thân lớn, một thân tơ. Đấy, chẳng hạn thế. Thì có nhiều bác là bác ấy gọi măng hoặc là gọi là cái này là măng. Đấy. Và gọi cái mầm. Mầm thì kiểu dạng mắt ngủ là người ta đã tính là mầm rồi. À, thế nên các bác chú ý những cái như này chúng ta nhiều anh em đều gọi cái này là cái mầm. Mầm to, còn như cái như này thì gọi là cái măng to. Đấy. Còn có một số những cái cây khác. Đây, em sang cái cây bên này. Cây này là một cái cây, nó là cái cây, cái này gọi là măng to này. Đấy, cái này là nó phát triển được 50% cái thân của nó các bác nhé. Đây, như thế này là gọi là măng. Như cái này là nó phát triển được một nửa so với cái cây bên này rồi. Nếu mà tính chiều cao, bởi vì cái này nó chỉ tầm độ 50 thôi, mà cái này nó được tầm 25 rồi. Thì cái này chúng ta được tính là măng các bác nhé. Đấy, thì như em gọi là em mầm to thì gọi là măng. Còn những cái mầm mà nó mầm những cái mầm tầm đến đây này hoặc đến đây này thì chúng ta vẫn gọi là mầm thôi. Có bác thì đã gọi là hai thân rồi, ví dụ như gọi cái này thì tính là ba thân nhưng thực ra nó chỉ có hai thôi. Đấy, những cái mầm là những cái như này. Đây, những cái như này là cái mầm này bác, những cái như này là cái mầm này. Đấy, những cái này là cái mầm, những cái mà nó phải tòi lên trên mặt đất rồi. Tòi lên trên mặt đất như này, cái này được khoảng tầm 3 cm, 3-4 cm thì nó cũng gọi là mầm các bác nhé.
Chứ còn thì nếu mà như mà những cái như này mà có nhiều bác chụp lên những cái này đã gọi là măng rồi. Đấy, nhưng thực ra cái này nó mới chỉ là mầm, nó rất là bé, chỉ tầm 3 đến 4 cm. Anh chị nhá. Còn măng thì là cái gọi là măng thì măng nó phải to. Như là cái chậu bên cạnh cái bên này. Đấy, là măng nó phải to. Anh chị nhá. Đấy chứ còn cái như thế này mình chỉ gọi là mầm thôi. Có nhiều bác thì gọi luôn cái này là cái măng, và những cái mắt ngủ mới chớm lên thì đã gọi là cái mầm rồi. Đấy, thế nên các bác lưu ý những cái mầm và những cái măng nó như nào. Còn những cái bác những cái thân tơ ấy thì các bác cái nên lưu ý là thân tơ là nó chưa đẻ thân nào, như này gọi là thân tơ. Và nó đẻ ra cây này rồi. Đấy, thì nó vẫn là thân tơ bởi vì nó đi kèm với cái mầm thôi. Còn nếu như mà ví dụ như là cái thân bên này, cái chậu bên này chẳng hạn. Chậu bên này như thân này thì mình đang tính thân tơ đúng không ạ? Cái thân bên này nó là thân mẹ. Nếu như mình tách cái thân này ra thì thân này là thân mẹ rồi. Đấy, còn thân này là thân bà. Nhưng mà tính như thế thì nó rất là khó. Mình hãy tính được rằng là cái củ này nó đẻ bao nhiêu đứa con rồi thì nó sẽ dễ các bạn. Ví dụ như cái củ này là nó đẻ được một con bên này này, một con bên này và một cần hoa, thế là đã đẻ ba mắt. Thì các bác có thể áng được rằng là một cái củ này nó sẽ đẻ tối đa là khoảng tầm 4-5 mắt, chưa kể những cái phần trong những cái lá này. Còn mỗi cái lá này nó sẽ có một cái mắt ngủ các bác nhé. Tính mắt ngủ là mỗi cái lá này có một cái mắt ngủ, mỗi cái lá một mắt ngủ. Nhưng về cơ bản là ngày hồi nó bé đây này, các bác nhìn này, một cái lá, hai cái, ba lá này, thì ba cái lá này đã có ba mắt ngủ nhá. Cái vàng vàng này là 4 này, vàng vàng bên này là 5. Đấy thì mình tính sơ qua ở đây thì nó cũng đã là 5 cái mắt ngủ rồi đúng không ạ? Đây này, 1 2 3, ba cái xanh xanh này. Cái này là 4, cái kia là 5. Thì tổng như mình nhìn thấy đây là 5. Nhưng mà đoạn dưới thì nó vẫn còn những cái mắt ngủ của nó. Nhưng cơ bản là cái mắt ngủ ấy thì nó sẽ rất là khó, bởi vì các bác sẽ rất là dễ bị sên ăn hoặc là bị những cái như là sên ăn hoặc là cái kiểu bị thối ấy, bị thối mắt ngủ ấy. Đấy. Thế nên chúng ta không thể biết chính xác là nó có bao nhiêu mắt ngủ được. Thế nên mắt ngủ là một cái điều rất khó. Đấy. Ở đây như đây có ông sên này. Đấy, còn ông sên này là ông ấy đang ở đây. Và ông ấy là chuyên ăn những cái mầm các bạn. Đấy. Ông sên này ông ấy ăn các mầm ghê lắm. Nhưng tôi kệ ông ấy, cho ông ấy ở đây ông ấy sống. Lúc nào cho ông ấy ăn cỏ là được, hoặc cho ông ấy ăn ít bả sên, cho ông ấy đỡ phải ăn mầm. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ nói về cái cách đo lá. Thì em cũng nói luôn trên cái cây này cho dễ. Đấy, cây này cách đo lá. Về những cái cây lá láng lá sần thì em cũng nói góp ý một chút. Có nghĩa là những cái trải nghiệm của em ấy. Đây này các bác nhìn này. Những cái điểm này, có những cái cây, những cái điểm như này không phải là cây sần. Đấy. Có cái điểm như này. Riêng cái dòng chí thì các bác chơi những cây chí láng là các bác rất dễ gặp cái trường hợp đó. Đúng không ạ? Đây này. Đấy, các bác rất là dễ gặp những cái trường hợp này. Lá như thế này. Đấy. Các bác rất là dễ gặp riêng dòng chí, nhưng cây này thì nó không phải cây chí, cây này là cây Huế thôi. Nhưng dòng chí nó rất hay bị chấm như này. Đấy, nó rất hay bị chấm. Nhưng thực ra thì nó không đây. Không phải là bị sần các bác nhé. Còn sần ấy, sần nó kiểu khác. Cái nốt, tất cả những cái nốt này đều là cây nó kiểu mọi người hay gọi là bị kiến đốt hay cái gì đó. Nhìn chung là nó bị theo những cái hiểu biết của em và những cái mà hay đọc về các loại phân thuốc ấy, thì những cái này là những cái vết bệnh từ trong cái cây này nó phát ra, và đường vào của nó là cây rễ. Đấy, nó như kiểu chúng ta bị bệnh ở trong người mà chúng ta chưa biết ấy. Đấy, thì do là ăn uống các thứ. Đấy, nôm na nó kiểu vậy các bạn, thì các bác có thể tìm hiểu thêm các bác nhá. Cái này thì chúng ta nên sử dụng nhiều cái các loại thuốc sát khuẩn, phun ở giá thể, phun cây cho nó tốt. Cuối cùng là em sẽ nói về cái vấn đề đo lá các bác nhé. Đo lá ở đây thì em cũng nói luôn trên cái cây này cũng được cho nó đơn giản. Đấy, nhưng thực ra cái lá này thì nó độ mở nó không nhiều lắm, độ mở nó mở hết rồi, thế nên là rất là khó. Để em nhòm xem cái cây nào mà độ mở lá nó kém hơn. Đây, sang cây bên này. Em nhìn cây bên này nó cũng khá là đẹp và độ mở lá của nó cũng khá là ok. Để các bác có thể là nhòm xem là cái độ mở lá của nó như thế nào. Mình tính làm sao thì hợp lý. Đây. Em sang cái cây này. Đây là một cái cây
rất là bự. Cái này nếu thường tất cả chúng ta đo lá là đo lá kiểu này các bạn. Đấy. Đo lá ông thức thẳng, ví dụ 5 cm. Lá đây là được 5 cm đúng không ạ? Nếu mà đo lá 4,9 5 cm gì đấy. Đấy. Còn cái lá này thì nó khoảng tầm 4,5, 4,4 gì đấy. Đấy, đúng không ạ? Đây là đo trung bình. Đây, như cái này nó là cái măng này. Các bác. Đấy, cái này nó là cái măng. Cái măng này thì đo như này thì nó được tầm 4,5. Lá 4,5 cm. Đấy, 4,5, 4,6 gì đấy, nôm na như thế. Đấy, đúng ạ. Nếu mà mình đo bình thường thì nó như thế, hoặc đây những cái lá này. Đây này, như các bác đo, đo thẳng nó được khoảng 4,2, 4,3 gì đấy, đúng không? Nhưng mà có nhiều bác ấy, là bác ấy đo thước ở dưới này. Nhưng bác không đo thước cứng, bác đo thước mềm, bác đo hết ở cái mặt sau. Thì cái mặt sau này thì nó sẽ dài dài hơn chứ, đúng không ạ? Nó không được bằng cái chiều được. Các bác đo mặt dưới này mà. Đấy, có bác thì đo mặt dưới này. Có bác thì đo mặt trên. Đo nhưng mà đo hết cái phần lõi mình luôn. Thì cái đo lá nó sinh ra và mọi người hay hỏi kích thước lá mấy cm ấy để mà chúng ta có thể nhận diện được rằng là cái cây đấy của mình là nó được bao nhiêu cm ấy. Thì cái cây lá như này này, khi mà nó úp như này thì các bác mà đo theo cái thước mềm ấy, nó chạy theo đây này, thì chúng ta không thể đánh giá được là cái cây lá này nó to bao nhiêu cả, bởi vì cái độ úp của cái từng cái lá nó khác nhau. Có cái lá thì nó mở, ví dụ như cái lá bên này nó mở hẳn ra này, các bác nhìn này, nó úp rất là ít đúng không, nhưng cái lá này nó úp nhiều này. Đấy, nếu mà bảo đo thân mẹ thì nó cũng rất khó đúng không, cái đoạn này nó úp nhiều này, thì nếu mà đo đoạn úp này nó rất khó đúng không, hoặc như cái lá này nó úp nhiều này. Đấy, thì đo cái úp này thì chúng ta không thể đánh giá được cái nhìn nó to hay nhỏ cả. Thế nên là chỉ có đo bằng thôi. Và đo bằng đây. Đo bằng với cái chiều của cái lá cái này. Đấy. Đo bằng thước thẳng, thước cứng các bác nhé. Đừng đo thước mềm. Đo thước mềm thì đương nhiên nó sẽ to hơn rất là nhiều. Nhưng mà mình đo thước mềm đấy, ví dụ như là bác nào mà mua những cái cây này của em mà muốn hỏi thước đo bao nhiêu thì em cũng hay đo bằng thước thẳng, thước cứng để chúng ta có thể biết được nó tương đối là nó bao nhiêu. Chứ đo thước mềm thì cái sự đánh giá rất là khó, bởi có cái lá thì nó mở ra lớn và có cái mã cái lá thì nó vẫn khum như này. Đấy, lá nó khum như này thì chúng ta đo thì nó sẽ rất là khó để nhận ra được bởi vì cái độ khum này của nó. Và có bác thì đo ở ngoài này, nhưng mà tất cả chung thì người ta đo mặt bằng cái lá này, đo thước cứng các bác nhá, tất cả là đo thước cứng là chuẩn nhất thì chúng ta có thể đánh giá được cái cây này 4,2 4,3 cm. Nhưng mà trông nó cũng rất là đẹp. Đấy, hoặc là những cái cây đây, như cái cây này tập thể đây. Tập thể như này là lá nó khoảng tầm độ gần 5 cm, 4,9 5 cm thì 5 cm. Thì nó rất là đẹp. Đúng không ạ? Chứ còn đo cái củ này thì khó đánh giá này. Đo cái củ này là một cái rất là khó đánh giá, không biết nó to nhỏ nào. Đấy, thì các bác có thể xem và tham khảo thêm một số những cái video và những cái cây khác ở bên em để tham khảo thêm về hoa lan. Cảm ơn các bác, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn.